Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà ơi. Hôm nay Cường đi chung với một người anh là khá là lâu rồi chưa gặp nghe cả nhà. Là từ hồi là lúc mà dịch nó bùng phát tới giờ luôn, là tính ra là 5-6 tháng trời anh em mới gặp lại cả nhà ơi. Đây, quay cho cả nhà xem là thấy quen không nha. Ê anh Lộc nè cả nhà. Lộc chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi có một ngày thật tốt nè. Anh Lộc chào Vinh nha cả nhà. Thì hôm nay ảnh lên đây đi săn ong chung với Cường, thì anh em đi từ sáng giờ luôn cả nhà ơi. Đi từ sáng giờ nói chung ra cũng khá là lâu quá mà mới gặp được cái tổ ong cả nhà. Động mặt nó không có phì. Nhưng mà Cường thấy tổ ong này nó theo như Cường đoán là nó bự thì nó bự đó, nhưng mà nó không có phì mặt nha anh em. Không biết sẽ như thế nào đây. Anh Lộc anh đang quấn đuốc cho Cường nè. Thì sẵn đây Cường trả lời anh em luôn nha. Bình luận nói chung ra thì có rất là nhiều anh em bình luận hỏi Cường này kia, nhưng mà Cường thật sự Cường không trả lời nổi nha cả nhà. Nó nhiều quá nhiều đi á thì thành ra Cường trả lời không kịp anh em luôn nha. Vì nhiều anh em chúc Cường là cái gì có nhiều anh em nói là cái gì kiểu như là lên lúc nào trong đầu video Cường cũng cười trước rồi sau video thì Cường đâu có cười nổi đâu, hỏi sao cười không nổi, ông quýnh cười đâu có nổi. Lúc nào cũng cười rồi chào cả nhà xong rồi cười xong rồi lúc video cái sụ mặt. Ông quýnh. Thì hôm nay anh em đi quần vòng khu nhà Cường nghe cả nhà. Thì tới đây cũng mới phát hiện ra một cái tổ ong, nói chung mừng lắm cả nhà ơi, mừng thật mừng luôn, không biết có mặt hay không thôi. Cũng mong là cô dì khuất mặt khuất mãi đây với thần đất ở đây phù hộ độ cho con hốt ong này có mặt nha. Nói chung Cường hốt ổ nào Cường cũng phải giái sinh vậy cả nhà ơi, đặng người ta phù hộ cho mình hốt có mặt á, mạnh tay mạnh chân leo trèo làm gì. Anh Đọc thấy tổ ong anh quýu cả nhà, dành bắt với Cường mà dễ gì vô phương. Anh Lộc thì hay quay video chung với kênh của anh gì Phước Tình Vlog với chị Vinh đó nha. Anh Lộc hồi đó là cấp hỏm là trời lúc đó độ khoảng tháng 5 tháng 6 là Cường quay clip thường nhất là ở với chị Vinh cả nhà. Thường đi chung với anh Lộc nè, lâu quá anh em mới gặp lại cả nhà, hết dịch rồi bây giờ mới gặp lại. Rồi Cường quay cái tổ ong cho anh em xem nha. Đây tổ ong nó nằm đây nè nha cả nhà, trong cục lùm này nè, ổ bự lắm, đầu mặt không phì không gì trơn. Nó anh em nhìn kỹ chút xíu anh em thấy nè, nó là một bạch đó cả nhà, cái tay gần luôn đó. Đó anh em nhìn thấy đang thùi lùi không, ổ này chắc già dữ lắm rồi anh Lộc ơi. Anh Lộc ổ này phải hút sớm ngon quá, ổ này nó già dữ lắm, già luôn. Thì đó không biết lên nó có mặt hay không chứ em thấy nó già dữ lắm luôn anh. Thì hên xui nha anh em, hy vọng là có mặt nha, chứ ổ này còn thấy già, tỷ lệ có mặt khoảng chừng 40% thôi nha, bị ổ già nó thường hay khô lắm. À, cả nhà thấy không, Lộc quán đút cho Cường sẵn hết trơn. Hôm nay sao không nói gì hết trơn vậy, sao đi với anh Tình nói dữ vậy? Hết nổi hả, chở đi sáng giờ vòng trái đất nó hết nổi luôn hả? Đi sáng giờ chắc cả 200 cây cả nhà xuống anh Lộc ơi. Thôi mình nói chung là mình giọt trước nha này cả anh em á. Mình giọt trước nha anh em, mình à, giờ lật Cường lăn ba di bộ á. Cường sẽ lên trước nha. Rồi tàu này đóng lùm chưa hết xuống rồi, tàu này già lắm rồi cả nhà, tỷ lệ già. Đây thì cầm khéo khéo chừng rớt đồ em nha, kéo lại. Ô này già lắm rồi, đóng lâu lắm rồi. Đồ gì quý dữ không? Không có đồ quý, nhưng mà có thể xin rớt ba đồ nghề thôi, đóng kín quá trời kín. Tàu ông còn sót lại, lên kiếm mấy nữa thôi cũng mừng. Tiền xăng cho anh Lộc anh gì. Mình lọc cái quán đuốc thôi, đúng lạnh như trời. Đây đứng đỉnh nè. Cường quay tổ ong cho anh em xem. Nó là bự lắm nghe cả nhà. Đó anh em thấy không?
bông nó dài coi nè, bự mà nó dài nữa. Anh em vô thấy con này giật mình nè, quá khủng. Con bự. Dạ dạ phóng giò nữa. Này cả nhà. Con mình lớn lắm lớn. Đây nè cả nhà. Miết mặt miết nó sẽ như thế nào luôn á. Sợ nó khô quá. Tới cú đế luôn. Rồi rồi rồi, bể tay luôn anh em ơi. Lúc luôn rồi anh Lộc ơi. Anh Lộc ơi, lúc luôn rồi anh Lộc ơi. Lúc rồi anh em ơi. Cục mặt nó không khùy mà có điều cả nhà biết sao không? Không khùy mà có điều nó được cái là nó dẹp nè. Thế này cả nhà. Chạy hết trơn tổ ong luôn. Thế này nè cả nhà. Chạy hết trơn tổ ong luôn nè. Nè. Quá trời anh Lộc ơi. Đủ ký luôn anh ơi. Nó chạy hết trơn tổ ong luôn. Trời. Nè anh em. Anh em thấy không? Chạy hết trơn tổ ong luôn. Sâu nè. Thứ gì chịu nổi thứ này trời. Dữ lắm rồi anh em ơi. Hôm nay bể tay một bữa nữa rồi. Ai da. Cả nhà coi cục mặt luôn. Cục này không thấy đủ ký rồi nè. Ôi ôi trời ơi, nó đã. Coi nè. Quá trời rồi cả nhà. Hôm nay bể tay bữa nữa rồi. Tiếng ơi tiếng, coi nè tiếng. Thấy không tiếng? Ôi trời ơi, cục mặt không phì nghe cả nhà. Mà nó vô mặt coi nè. À, quá trời rồi mấy anh em ơi. Thứ gì chịu nổi thứ này trời. Rung giò hết trơn rồi. Cũng quán tôi ông luôn mà. Mùa mặt này chắc cỡ 2-3 lít gì nữa mà. Đó, thì cô dì chú bác nào có nhu cầu cứ liên hệ cho Cường nha. Số điện thoại Cường là 0363 797047. Đó là số Zalo của Cường luôn nghe cả nhà. Đừng như đắc tin đâu, nó không có mặt ai nhờ lên đây mặt quá trời luôn. Quá trời nó chạy kèo. Tê tái con gà mái thiệt chứ. Rồi giờ còn cắt mấy anh em, đợi tranh thủ mất thời gian của anh em nha. Ôi trời, mặt cá đơm tới đây luôn nè. Đơm tới đây luôn anh em ơi. Đủ ký mặt luôn rồi. Khủng rồi anh Lộc ơi. Khủng khiếp luôn rồi. Hôm nay biết bao lâu rồi mới có cục mặt nào mà nó bự coi được như vậy luôn. Bộ mặt này phải gọi là nó bự khủng khiếp luôn nha cả nhà. Có điều nó cái kiểu như là nó không có được bán bự ra thôi.
ông này Cường biết dưỡng nó kiểu sao luôn đó. Nó đã xuống tay lâu lâu dẫn anh liên bữa hên. Cũng nhờ may mắn nha cả nhà, đi kiếm đại kiếm lan. Hơi khô nhẹ rồi đó mà nó còn dày nè. Ôi trời, quá hớp luôn. Hơi khô nhẹ nhẹ rồi đó. Đó, mới cắt có cái đầu mặt không đó nha cả nhà. Mới cắt có cái đầu mặt không là vậy đó. Rồi, để Cường tém cái phần chạy kèo luôn nha. Chạy kèo để Cường cắt cây rồi. Cường sẽ chơi cho nó nghe anh ơi. Nói chung là chỉ chừa cho nó nở con nó đi thôi, chứ ngoài ra là ổ này hư rồi. Còn chỉ chừa cho nó nở con nó đi thôi nha anh em, chứ ngoài ra họ không phải là cái gì hết trơn nha. Đằng sau vô nó thì nó còn thì quát không còn thôi, chứ không cắt đây mới chịu anh em khác vô cắt khéo dĩ luôn cũng vậy à. Ghê, hàng khủng. Ây da, 2 lít mật, 22 lít mật cũng nước không chứ đâu có nổi khô đâu. Ây da, trời ơi trời, mặt bịch hết mấy con ế bình luôn. Quạt tay sướng gì đâu trời. Tới nái của ông thiệt chứ. Yeah. Giờ ông quýnh hết cảm giác đau hùng rồi. Cảm giác sướng. Rồi à, thì Cường Cường sẽ chừa nó như vậy nha anh em. Nó còn chừa nó như vậy nha. Nó không có sữa dĩ luôn nha anh em. Sữa nó sẽ phạm con nó dữ lắm nha. Cường chừa nó vậy đó. Thì nó để coi nó làm mặt lại được hay làm không làm được thì thôi nó đi nha cả nhà. Nó nở con hết thì nó sẽ đi. Nói chung Cường sẽ gỡ sâu cho nó hết rồi. Trời đã luôn. Hàng khủng. 2 lít mật. Nó có cập cái gì cả nhà, cả nhà cũng thông cảm cho Cường nha cả nhà. Bởi vì cái nó lùm quá trời lùm bịch nè. Nè cả nhà coi bịch mật nè. Nè, đầy bịch luôn. 2 lít mật là phải ghe luôn, hơn 2 lít luôn. Bật nó không được phì mà nó dẹp. Tổ ông Cường dưỡng vậy thì có sơ sót gì anh em cũng thông cảm nha. Chứ bây giờ Cường cắt xả dĩ luôn thì bầy ông nó sẽ chết con. Mà Cường cắt kiểu đó chỉ lấy mặt thôi, dưỡng ổ nó có đi được nó đi, nó phải về được kèo nào được, nó đóng thì nó đóng nha cả nhà. Cây đúng đỉnh này nè, leo lên nứa. Nứa tàn nhẫn. Được rồi, con bị hết lần. Nứa cái khỏi nó tới. Mấy cái chín á cả nhà. Nứa dữ lắm. Anh em mà leo chụp lên cái rồi thấy cảnh với nó không khóc khóc tiếng Campuchia với nó sao. Lật nó mất tiêu rồi. Lọc đốc tiêu rồi.
Anh Lộc ngồi đây nè cả nhà. Bể tay luôn anh Lộc ơi. Mặt nó hơi khô. Hả? Mặt nó hơi khô anh ơi. Nó chạy hết hết ổ. Mà em chỉ khoét thôi, em chỉ dưỡng tổ lại cho nó. Cầm cầm cho cả nhà xem ơi. Cỡ cỡ 2 lít không? Cỡ đó nè. Nè cả nhà. Mặt hơi khô. Nè. Lấy cái dao này. Quá tay đã rồi cả nhà, sướng tay. Em đợi em cắt cục mặt mình gung. Nó chạy kẹo hết trơn kẹo luôn rồi, em dưỡng tổ giờ cho nó. Cục này vô đây chắc hình dung luôn. Trời ơi, cục này mà cắt sớm xíu nữa thì cũng biết rồi. Nằm giá. Nè nè. Mặt coi nè. Nó nghe nè. Mặt đỏ không? Lỗ có lỗ không? Lỗ có lỗ không à. Đây nè anh Lộc phấn, anh Lộc anh gọt gọt em cái này đấy. Nói chung ra thì cũng được 2 lít nha anh em. Tính là cái tính đi tính lại cũng được 2 lít. Thì cho ông Cường dưỡng như vậy đó. Anh em xem có gì sơ sót cũng thông cảm cho Cường nha. Rồi bây giờ Cường cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Bây giờ bye bye anh em nha. Lâu lâu anh Lộc lên đi chung với anh Lộc một bữa hên quá anh Lộc ơi. Mai nữa à. Rồi bye bye anh em nha.